Nếu từ đầu Như Ý thật sự muốn cung đấu thì tuổi thọ của Lan Hoa sẽ ít hơn 39 tập phim. Khi Như Ý truyện được phát sóng thì trên Weibo có lời tán dương dành cho Đổng Khiết và nhận được sự đồng thuận từ rất nhiều người. Một phú sát Lan Hoa bước ra từ nguyên tác, đoàn làm phim lựa chọn diễn viên thật tài tình. Trong ngày tuyển tú, lần đầu tiên Như Ý gặp Lan Hoa thì đã khen ngợi có khuôn mặt trong veo, son phấn nhạt lợp. Mái tóc đen bóng được búi theo kiểu đơn giản, một tia tóc rối cũng không có, cử chỉ ôn hòa. Vừa nhìn đã thấy thanh tú, là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Mặc dù người xem có yêu thích hay chán ghét Lan Hoa thế nào, nhưng không ai không thừa nhận Lan Hoa xứng đáng trở thành một chính thê, một hoàng hậu. Lan Hoa được Phú Sát Thị dạy dỗ làm sao để trở thành một chính thê từ khi còn thuở nhỏ, cho nên từng hành động, cử chỉ, lời nói của Lan Hoa đều luôn thể hiện một cách hoàn hảo. Trong nguyên tác, Như Ý nhiều lần dành lời khen ngầm cho cái tính cách trầm ổn, khuôn mặt như bức tượng trong miếu thờ, trang nghiêm vô hỷ vô bi của Lan Hoa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong ngày thành hôn của Hoàng Lịch, hắn không làm lễ chu công với Lan Hoa mà đến phòng của Như Ý. Nàng không hề có chút ghen tị mà vẫn giữ thái độ của một chính thê. Như Ý và Càn Long giận nhau. Nàng một mặt ngồi bên bàn tính, tính toán chi phí trong cung, một mặt sắp xếp các phi tần khác đến hầu hạ Càn Long. Chứ nàng không hề muốn tranh sủng. Thế nhưng, chưa đến nửa bộ phim thì Lan Hoa đã rời khỏi sàn diễn cung đấu. Vì sao lại như vậy? Đầu tiên, sai lầm lớn nhất của Lan Hoa chính là vẫn luôn mang lòng đố kỵ với Như Ý. Trong tập 3, khi nghe Liên Tâm bẩm báo chuyện cô mẫu Như Ý đã chết, trong khi Hy Nguyệt mừng rỡ thì Lan Hoa lại nhíu mày, khiến cho Hy Nguyệt ngượng ngùng mà cáo lui. Lan Hoa không thể vui mừng là vì cái gọi là môi hở răng lạnh, thọ chết cáo khóc. Dù gì cô mẫu Như Ý và Lan Hoa đều có thân phận hoàng hậu, đều xuất thân đại tộc và cũng đều có hoàng tử. Lan Hoa chỉ sợ một ngày nào đó, bản thân mình cũng có kết cục như cô mẫu Như Ý, cho nên không dám vui mừng khi thấy kẻ địch đã chết. Bởi vì thấy được kết cục của cô mẫu Như Ý, cho nên Lan Hoa càng ngày càng cẩn thận, sợ sủng phi nắm quyền, cho nên mới kiên dè Như Ý. Nhưng nàng đã quên rằng, lúc trước tiên đế một lòng yêu thương Thuần Nguyên Hoàng hậu thế nào, thì nay Càn Long yêu thương Như Ý cũng như vậy. Thuần Nguyên Hoàng hậu và Như Ý là người không thể chạm vào, nhưng trong lòng Lan Hoa vẫn luôn đau đáu chuyện Ngọc Như Ý trong ngày tuyển tú, cho nên nàng dễ dàng tin vào sự châm ngòi của Hy Nguyệt và Kim Ngọc Nghiên, nhiều lần làm khó dễ Như Ý, chia cách hại Lan. Đây là một hành động vô cùng ngây thơ. Nếu như Lan Hoa thông minh thì sẽ nhìn thấy ưu điểm lớn nhất của Như Ý lúc này, chính là sự sủng ái của Càn Long. Nàng có thể mượn sức Như Ý làm phe cánh của mình. Lúc này xảy ra hai trường hợp, nếu Như Ý không muốn tranh đấu thì Lan Hoa có thể nhẹ lòng, không cần lo lắng, có thể làm cho Càn Long thấy được hậu cung yên bình, thấy được tài cán của mình. Còn nếu Như Ý không để ý đến thể diện của Lan Hoa mà công khai chống đối với mình, nàng có thể tạm thời nhẫn nhịn ngồi yên chờ Như Ý gây ra lỗi lầm thì có thể đứng dậy lật đổ nàng một cái. Sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục, tựa như Ô Lạc Na Lạc Nghi Tu năm đó, ẩn nhẫn chờ đợi lật đổ Hoa Phi Niên Thế Lan. Chỉ là Lan Hoa lại chọn lúc Như Ý, không có làm gì sai lầm mà nhiều lần ra tay, khiến cho kẻ xấu lợi dụng nàng, khiến cho Như Ý đứng dậy bảo vệ chính mình và người thân của mình. Sai lầm thứ hai chính là mới bước vào hậu cung, nàng đã nóng lòng ra tay thể hiện hành động của một hoàng hậu. Lan Hoa cố gắng thực hiện tiết kiệm, yêu cầu các cung giảm bớt chi phí. Vốn dĩ đó không phải là chuyện xấu, nhưng nàng lại không nhìn thấy rõ việc cố gắng tiết kiệm thế này làm ảnh hưởng đến uy nghi hoàng gia. Mà đối với hoàng gia mà nói, thể diện và phô trương chính là một trong những thứ quan trọng để đánh giá triều đại đó thế nào. Hoàng hậu có thể là người đứng đầu hậu cung, nhưng ở trên đó vẫn còn có thái hậu và hoàng đế. Cô mẫu của Như Ý năm đó, trước khi làm điều gì thay đổi với hậu cung thì thường bàn với Ung Chính. Sau này Như Ý lên làm hoàng hậu, nàng cũng làm như vậy. Lúc này đây, thái hậu Nữ Hổ Lộc Thị vẫn chưa hoàn toàn buông tay trong chuyện hậu cung, cho nên hành động của Lan Hoa chính là vượt mặt thái hậu. Mặc dù đó là quyền hạn của hoàng hậu, cho nên thái hậu không hề vừa lòng với Lan Hoa. Mặc dù ban đầu bà đã chọn Lan Hoa làm hoàng hậu. Nếu như lúc này Lan Hoa có thể hỏi ý kiến của thái hậu hoặc Càn Long, nhận được sự đồng ý của họ, thì cho dù tương lai xảy ra vấn đề gì
thì bản thân mình cũng có thể an toàn. Ba là không nhìn rõ tranh đấu hậu cung khốc liệt thế nào. Phú Sát Thị có thể dạy dỗ Lan Hoa làm thế nào để trở thành chính thê tốt, nhưng lại quên dạy cách tranh đấu, tồn tại trong hậu cung. Bạch Nhị Cơ mang thai hoàng tử đầu tiên sau khi Càn Long đăng cơ. Từ Thái Hậu cho đến Càn Long và Lan Hoa đều coi trọng việc này. Sau nhiều lần bị Thái Hậu và Càn Long trách cứ, thì đây là dịp mà Lan Hoa lấy lại thể diện, thể hiện chức trách của một hoàng hậu. Nàng lệnh cho nhiều cung nhân đến hầu hạ Nhị Cơ, nhưng nàng lại không biết tranh đấu hậu cung tàn ác thế nào, không hiểu hết lòng dạ con người khó lường cỡ nào, cho nên mới tạo cơ hội để người khác hãm hại cái thai Nhị Cơ. 4 là nàng không hề có lòng thương xót với kẻ dưới. Hi Nguyệt, Ngọc Nghiên dù có tàn ác thế nào thì cũng chưa từng nặng tay, tính kế với kẻ hầu của mình. Với lại dàn nô tỳ Bát Tâm lại vô cùng trung thành, được lựa chọn kỹ càng từ lúc còn ở Tiềm Đệ, nhưng Lan Hoa lại khác. Nàng dùng liên tâm ban cho Vương Khâm, làm cơ sở ngầm bên cạnh Càn Long. Đứng dưới lập trường của Lan Hoa thì việc này không có vấn đề gì, vì đời trước cũng đã từng có đối thực. Nhờ có Thôi Cận Tịch bên cạnh Tô Bồi Thịnh mà Chân Hoàng đã trở mình thế nào, nhưng cái sai của Lan Hoa chính là biết rõ Vương Khâm là người không tốt mà vẫn gả Liên Tâm cho hắn, và nàng không hỏi Liên Tâm có đồng ý chuyện này hay không. Thời điểm Liên Tâm gả cho Vương Khâm, ngay cả Hi Nguyệt thân cận với nàng cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng Lan Hoa vẫn luôn cố chấp. Cuối cùng chuyện hư bột hư đường, nàng bị Càn Long trách cứ lần nữa, quyền lực của Lan Hoa càng lúc càng mất, lại khiến Liên Tâm đau đớn mà đi hãm hại Vĩnh Liễn, không cứu nàng khi nàng rơi xuống nước. Về điểm này, Như Ý lại thông minh hơn Lan Hoa rất nhiều. Như Ý mượn sức Lý Ngọc, mặc dù lúc này hắn không được sủng, nhưng nhân phẩm Lý Ngọc chính trực, đối với chủ tử lại trung thành. Lan Hoa chỉ biết dùng người có ích ngay tại thời điểm mình cần, mà không biết cách bồi dưỡng nhân tài, vì nàng không phải là người biết giấu tài, cho nên vấn đề này nàng không hiểu được. Lần đầu xuất hiện, Lan Hoa mang trên mình cái tao nhã, kiên nhẫn, nhưng dần dần sống trong hậu cung, nàng lần lượt phạm nhiều sai lầm, cho nên bắt đầu hoảng loạn. Không thể khống chế được bản thân, mà càng lúc càng lún sâu vào bi thảm. Thiếu sót lớn nhất của Lan Hoa chính là nàng không được tôi luyện trong chuyện cung đấu. Nghĩ hậu cung là nơi vô cùng đơn giản, cho nên mới ra đi sớm như vậy, cho dù Như Ý chưa từng tính kế với Lan Hoa. Nếu như Như Ý thật sự muốn cung đấu, thì có lẽ tuổi thọ của Lan Hoa ít hơn 39 tập phim.